Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, hôm nay do ảnh hưởng rìa xa phía nam, rãnh áp thấp bị nén nối với áp thấp phía tây, nên hôm nay và ngày mai ở Trung Trung Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ở phía tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Tình hình nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21 đến ngày 22 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn, cùng nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng là mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Do vậy mà bà con cần hết sức lưu ý. Xuôi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng vẫn duy trì với nền nhiệt độ cao, dao động trong khoảng từ 21 đến 35 độ. Mưa rào và dông cục bộ xảy ra vào chiều tối ở một vài nơi. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.